Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và bật chuông để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Sergio Ramos gây sốc khi dự đoán Messi gia nhập PSG từ cách đây 8 tháng. Cách đây một tuần, bản thân Messi cũng không thể tin anh sẽ rời Barcelona và gia nhập PSG vào mùa hè này. Nhưng ít ai tin rằng Sergio Ramos từng dự báo điều này hồi tháng 12 năm 2020. Theo tờ Marca, Trung vệ Sergio Ramos đã có dự báo khó tin khi từng tuyên bố với chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid vào tháng 12 năm 2020 rằng PSG sẽ ký hợp đồng với Leo Messi. Tám tháng trước, cũng không ai có thể tưởng tượng có ngày hai huyền thoại của Real Madrid và Barcelona lại là đồng đội của nhau ở PSG. Nhưng điều đó đã từng được Sergio Ramos tiên tri khi chia sẻ thẳng thắn với chủ tịch Florentino Perez. Tôi đã được tiết lộ rằng PSG muốn tạo ra một đội bóng tuyệt vời với Messi và tôi trong đội. Theo chia sẻ của bình luận viên Josep Pezzo trên chương trình Heller Chizy To, cuộc trò chuyện giữa Ramos và chủ tịch Real Madrid diễn ra 8 tháng trước, cho thấy PSG đã âm mưu xây dựng một đội bóng mà thế giới chưa từng thấy từ trước đến nay. Bình luận viên Josep Pezzo cũng cho rằng, việc cả Sergio Ramos và Lionel Messi cùng gia nhập đội bóng thủ đô Paris, điều quan trọng nhất vẫn là tiền. Thậm chí là rất nhiều tiền, chỉ có PSG mới đủ khả năng chi trả mức lương khổng lồ của Messi và Ramos và khó có cầu thủ bóng đá nào có thể từ chối. Tất nhiên đẳng cấp của câu lạc bộ PSG cũng góp phần để Messi và Ramos chọn làm bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình. Mới đây, Sergio Ramos đã có hành động đẹp với Messi khi ngôi sao người Argentina cùng gia đình đặt chân đến Paris. Theo đó, trung vệ người Tây Ban Nha ngờ ý muốn mời gia đình Messi sống chung với mình, tờ Ad dẫn lời Sergio Ramos nói với Messi. Nếu như cậu và gia đình không thích ở khách sạn thì có thể tới nhà tôi ở. Trước đó, Sergio Ramos cũng đăng tải bài viết chào đón Messi trên trang Instagram với nội dung ai mà tưởng tượng được điều này là sự thật chứ phải không leo messi chúc mừng cậu